Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, may mắn trong cuộc sống nha. Đây Lâm thông báo cho các bạn một cái kèo hẹn chuẩn bị diễn ra giữa các cầu thủ trẻ đang rất nổi hiện tại bây giờ của làng bóng chuyền. Cuộc đọ sức giữa Tiến Đen và Lam Chẳng Bàn. Lam Chẳng Bàn vừa lấy giải nhất tại xã Trưng Mỹ, huyện Cẩm Mỹ cách đây 2-3 tuần. Và đối đầu với Lam Chẳng Bàn là một cao thủ trẻ đang tiến bộ rất lâu, đó là Tiến Đen, một trong những cao thủ đáng gờm vừa lấy giải tại hẻm 368 đường Tân Hương, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 mới đây thôi các bạn ạ. Hai bên đôi công trắng phát nha các bạn, giữa Tiến Đen và Lam Chẳng Bàn. Đây là một cuộc chiến đáng được chờ đợi cho các fan hâm mộ và các cầu thủ bóng chuyền hiện tại bây giờ. Địa chỉ sân: xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Sân bóng vừa đánh giải cúp Hoa Hoàng Mai lần đầu đó các bạn. Và giải đó là của Lâm Hưng, Đức Từ Thiện, Bình Minh, Thắng Mắt Kiến cùng Khang một đội lấy giải nhất cho các bạn. Hai cầu thủ này thật sự đang tiến bộ từng ngày từng ngày. Đặc biệt hai cầu thủ này có lối đánh khác nhau các bạn. Lâm Chẳng Bàn, một trong những cầu thủ trẻ của Tây Ninh, thật sự quá ấn tượng cho cái giải xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Và Tiến Đen, theo đây Lâm từng biết, tại sân quận 9, nơi thánh địa, Tiến Đen thể hiện một phong độ quá tuyệt vời. Cho nên theo nhận định của đây Lâm, hai đối thủ này rất khó chịu cho nhau và chưa biết như thế nào trận đấu sẽ diễn ra. Nhưng đây thật sự là một cặp đấu quá hấp dẫn cho anh em đam mê bóng chuyền. Và sự đối đầu này sẽ làm cho fan hâm mộ rất phấn khích cho điều này. Đấy là để Lâm thông báo cho các bạn gần xa. Nếu ai gần khu vực sân xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì hãy đến xem nhé. Là ngày 13 tháng 6 2020, tức là ngày thứ bảy nha các bạn. Chúc cho toàn bộ những người có mặt hôm trận chiến sắp xảy ra sẽ có một cái gì đó thật sự gọi lại ấn tượng
cho cuộc chiến này nha. Ok man. Và Đại Lâm cũng không biết nói gì hơn. Và Đại Lâm cũng muốn nói một điều này cho các bạn biết. Có nhiều bạn vào comment cho Đại Lâm: sao ông xàm nhiều quá, và sao không đăng những cái kèo hay hấp dẫn mà đăng toàn những kèo gì đâu xem không đã mắt. Đại Lâm xin nói với các bạn một điều đây. Bóng chuyền, các cầu thủ đã quen biết nhau và gặp mặt nhau rất nhiều lần, cho nên cáp một cái kèo thật sự quá khó nha các bạn, chứ không phải đơn giản như các bạn nghĩ. Lúc nào cũng như ở sao một thứ phải đánh với thằng đó, và thằng Lâm Hưng phải đánh với thằng nọ thằng kia, và Bình Minh, Thạch Đen, vân vân và vân vân. Đại Lâm nói vậy là các bạn hiểu rồi nha. Thật sự chơi độ với nhau có khi đến sân cáp cả mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa được một kèo các bạn à. Các bạn không tin Đại Lâm thì các bạn hãy đến sân thử một vài lần rồi các bạn sẽ biết nhé. Vì anh em rất biết mặt với nhau cho nên rất khó cáp kèo nhau các bạn à. Đó là một điều sự thật 100%. Vì không người này muốn thua người kia đâu các bạn à. Vì cuộc chơi như thế, các bạn hãy thông cảm cho Lâm nhé. Chứ không phải Đại Lâm là không muốn quay những kèo hay hay là cái gì đó chứ quan trọng. Đại Lâm làm YouTube muốn cho có những cái kèo thật sự hấp dẫn, căng thẳng để cho các bạn xem. Và mọi người xem thật nhiều thì Đại Lâm cũng hưởng lợi về cái đó. Ví dụ như hiện tại 10.000 lượt xem, 10.000 lượt xem các bạn, Đại Lâm được chỉ có $1 thôi. Đấy, 1 triệu lượt xem Đại Lâm được có $100 thôi đó. Đấy, các bạn thử nghĩ đi. Nhưng hiện tại 9-10 tháng nay Đại Lâm được việc kiếm tiền về YouTube. Đấy. Nhưng mà thật sự Đại Lâm chưa nhận được một đồng nào về mã pin. Đấy, không có cái mã pin là không bao giờ nhận được tiền các bạn ạ. Đến lúc Đại Lâm rong rủi khắp các sân để quay cho những clip hay cho các bạn xem, Đại Lâm rất vui, rất thích thú về điều này. Đấy. Vì Đại Lâm làm nghề YouTube và cũng muốn cống hiến cho các bạn xem những cái gì hay cho cái kênh của Đại Lâm chứ. Đấy là những điều Đại Lâm muốn tâm sự với các bạn và thông báo với các bạn những cái kèo hạn như vậy sắp xảy ra. Mong các bạn thông cảm và góp ý cho Đại Lâm. Thật sự Đại Lâm rất thích và đáng ghi nhận những cái điều của các bạn góp ý cho Đại Lâm. Đại Lâm rất chân thành cảm ơn các bạn về điều này. Còn về cái mã pin của Đại Lâm không tới được lấn cấn hiện tại bây giờ. Có nhiều các bạn vào chỉ cho Đại Lâm cái mã vùng Việt Nam mình thật sự hiện tại bây giờ đổi tới đổi lui không biết sao các bạn à. Có đứa em thì kêu gửi mã vùng 70.000, 700.000, 7.000, ôi gì lung tung hết. Thật sự là hiện tại chính thức bây giờ không biết như thế nào nữa. Và Đại Lâm có nhờ một người em hiện tại bây giờ tại Gò Vấp
chuyên lấy về mã pin cho mọi người. Và hiện tại bây giờ Đại Lâm đang nhờ người kia lấy và sẽ hầu tạ cà phê cà pháo cho người ta. Đấy là cái điều Đại Lâm muốn thông báo cho các bạn biết về tình hình hiện tại của việc cáp kèo để đánh bóng chuyền và về việc mã pin của Đại Lâm. Và những người anh em hâm mộ góp ý cho Đại Lâm, và Đại Lâm trả lời cho các bạn như thế. Đại Lâm rất chân thành cảm ơn các bạn luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chúc các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống, bên người thân và gia đình mình nha. Hôm nay là Đại Lâm làm cái clip này là ngày 12 tháng 6, ngày thứ 6. Thông báo cho các bạn biết là ngày mai, ngày 13 tháng 6, tại sân xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai, sẽ diễn ra một cái kèo hạng cực kỳ hấp dẫn giữa cầu thủ trẻ đang lên Lâm Chẳng Bàn Tây Ninh vừa đoạt chức vô địch cùng An Cao 1m98 Trọng Chim và Tài Trần tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, sẽ gặp gỡ một cầu thủ đang lên rất lâu rồi, đó là Tiến Đen, và vừa đoạt chức vô địch tại hẻm 368 quận Tân Phú, đường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cặp đấu sẽ rất hấp dẫn. Xin mời các bạn hãy đến xem. Xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn những clip sau sẽ hấp dẫn nha, hơn nha. Xin chào mọi người nhé.